Dạ, em chào anh. Em đến đây để làm giấy đăng ký kết hôn ạ. Chào em. Em mới lấy chồng lần đầu hả? Dạ. Tên gì? Ở với nhau lâu chưa? Em tên Nguyễn Thị Chim. Vừa ở với nhau tối qua xong anh ạ. Chim có ê không? Anh này, ai lại hỏi thế giờ? Phải hỏi chứ. Phải rõ ràng hỏi để biết chứ, chim có ê hay không? Thì lúc đầu thì nó cũng hơi ê ê. Không thì... Không thì... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì anh đang hỏi mà. Tôi hỏi là chim có ê hay không? Có ê hay không có ê? Hơi ê là sao? Rồi tôi đến lúc đầu xong rồi, rồi sau đó là gì? Cô nói gì tôi chẳng hiểu gì hết. Anh này, thế thì cái gì thì anh cũng phải hỏi rõ ra chứ. Làm em... Gì vậy trời? Cuối cùng là chim có ê hay không có ê? Dạ có ê. Có ê hả? Vậy cô đâu phải tên là Nguyễn Thị Chim. Cô là Nguyễn Thị Chim.